Trả lời câu hỏi, con trai của con 18 tuổi, cân nặng 46 kg, hay đổ mồ hôi chân tay cả bốn mùa rất nhiều, chân và tay lạnh cả bốn mùa, vã mồ hôi, đại tiện 4 đến 5 ngày mới đi một lần, thời gian đi rất lâu, từ 30 đến 40 phút. Thì thưa quý vị, điều này rất là sai, bởi vì chúng ta đã học rồi, mỗi một ngày chúng ta cần phải đi đại tiện một lần vào buổi sáng sớm. Và chúng ta chỉ cần 5-3 phút là xong, chứ không có đi được lâu. Thành ra cái này phải có cái sự tập luyện lại, và bắt tập cho cháu uống nước nhiều, ăn rau xanh, không có ăn đồ động vật nha. Tránh tối đa ăn đồ động vật, uống sữa, uống đường, uống nước đá, nước lạnh, ăn nhanh, không sử dụng đồ chơi điện tử. Thì tập luyện thể dục thể thao, cố gắng vận động ít nhất một ngày một lần 30 phút, 40 phút vận động, tập hít thở, nhớ là tập uống nước trước khi đi ngủ, và sáng sớm dậy phải dậy sớm 5-6 giờ uống nước 2 ly nước, rồi vận động tập luyện để làm sao đi cầu được trước 7 giờ sáng. Còn nếu mà không đi cầu được thì cái chất độc nó sẽ nằm lại trong người, nó làm cho tắc nghẽn, dơ bẩn, thành ra nó mới sinh ra đau nhức và đổ mồ hôi chân tay lạnh yếu. Rồi cố gắng thực tập cho đúng, có thể là về cho cháu nghe lại những cái bài giảng trên cái trang YouTube Tâm Thành Sakya này, để cháu tự thân hiểu được những cái nguyên tắc sống và nuôi dưỡng đúng đắn, tránh bệnh tật. Mỗi người phải có ý thức thì mình mới có thể có sức khỏe, chứ còn nếu mà bây giờ người bệnh không có ý thức thì mình không thể giúp người ta được, bởi vì chính cái thức ăn đi vào cơ thể người ta, chính sự vận động đi vào cơ thể người ta, chính sự hít thở mới chuyển hóa được cái độc tố, chính người ta phải đào thải cái rác rưởi ra. Thành ra nếu cháu không tự nghe, không tự ý thức để thực tập thì sẽ không bao giờ đào thải được cái chất độc ra đúng giờ đúng cách. Không thể nào ngồi trong toilet mà 30-40 phút được hết cả, chỉ tập 5-3 phút là tối đa mà thôi. Rồi cố gắng.